Đáng ngờ trời, bây giờ NPC này á là bắt mình á là hãy nói chuyện với lại đứa trẻ này. Ôi, đây là đứa trẻ bí ẩn nha, nhưng mà không được x3 mọi người. Không được x3. Ui, rồi, đi vòng quanh tầng 1 cái bệnh viện và chụp ảnh người nhiễm bệnh trời. Mình đang quay video mà con bò nó kêu các bạn. Thì ở quê mà các bạn biết rồi, bò quá trời bò luôn vậy, bò quá trời bò luôn. Thì cái nhiệm vụ này á là nó bảo mình á là đi vòng quanh tầng 1 của bệnh viện và chụp ảnh người nhiễm bệnh đúng không? Rồi bây giờ nhá, ở đây là mình có thấy một người nhiễm bệnh này. Thì để coi thế là mình chụp cái người này được hay không nha. Đây các bạn coi nè. Đó, chụp lại. Đấy. Ơ, không được hả? Thì được các bạn, được nha, được nha. Thì chụp 3 lần các bạn, chụp 3 lần nhá. Chụp 3 lần nhá, chụp 3 lần, chụp 3 lần. 2 nè. Rồi 3 này. Đó, ok chưa? Rồi 2 lần, 2 lần. Cứ mỗi lần móc cái chiếc máy ảnh ra thì nó sẽ tính một lượt cho mọi người. 2 lần nè, rồi. Đó, xong nha các bạn, xong nhá. Đấy, quá dễ luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ quay trở lại và trả nhiệm vụ. Và nhiệm vụ ngày hôm nay siêu nhiều luôn. Mình nghĩ chắc mình làm hết tất cả các nhiệm vụ chắc cũng phải hơn 1 tiếng đó mọi người. Rồi, tiếp tục hãy tìm tài liệu bí mật nằm rải rác khắp tầng 1 cái bệnh viện. Rồi, bây giờ lại xuống tìm tài liệu bí mật nhá. Đầu tiên là một cái nè. Đấy, thì mình đang ở vị trí tầng 1 luôn nha mọi người. Nãy giờ mình cứ tưởng đâu mình đang ở đâu ấy chứ. Đây, một cái nè. Rồi, để vô đây thử mình coi thử trong này có gì nha. Eo, ghê thế. Ui, tôi đi ra các bạn ơi, trong này ghê lắm luôn á. Ê, trong này ghê thực sự, tôi đang tôi thui luôn. Mà lại có mấy cái bộ đồ nhìn nó cổ cũ nữa. Ui rồi, đèn chỗ này thì chớp nữa, trời ơi, trời ơi. Thiệt chứ buổi tối mà biểu mình vào trong này mình làm nhiệm vụ, mình chắc mình làm không được luôn mọi người. Ok. Đây. Rồi, mình đang chơi máy tính nên là này hả Bụi? Trời ơi, thôi. Cái gì vậy? Trời ơi các bạn ơi, cái bức thư ở trên cái cửa thì nó bị khùng nha mọi người. Mình nhặt không được mọi người, mình nhặt không được nha. Mình có một cách khác. Thì nếu như mà các bạn không nhặt bức thư trên cửa đó được thì thôi thì các bạn đừng có nhặt nữa, các bạn nhặt chút khác cũng được. Đây các bạn thấy không? Ở trên cái cửa đó nó có một cái bức thư nha. Mà hồi nãy giờ nếu như bạn nào mà spam nhiều quá mà không nhặt được thì các bạn nhặt chỗ khác cũng được nha. Đây các bạn coi nè, nó sẽ còn nhiều chỗ lắm chứ không phải một chỗ đâu. Đó, trời ơi, làm tôi ngồi tôi nhảy hoài đâu có được đâu. Có nhiều bạn, mình thấy có nhiều bạn cũng nhảy giống như mình á. Thì các bạn đừng có nhảy, đừng có tìm chỗ đó nha. Thì bức thư nó sẽ nằm ở nhiều nơi khác nữa chứ không phải chỉ có 3 đứt không. Rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ là hãy chạy trốn khỏi người bị nhiễm bệnh trong thời gian giới hạn. Ok luôn, hãy chạy trốn hả? Đây, thì mình cắm đầu cắm cổ mình chạy thôi. Nếu như mà mình chạy không kịp á thì các bạn ăn cho mình cái thịt bò nha mọi người. Ăn cho mình thịt bò á thì nó sẽ giúp các bạn chạy nhanh nha. Rồi. Đấy, ok. Rồi, bây giờ chạy nha mọi người. Chạy nha. Đây, chạy nha mọi người, chạy nha. Đây, chạy thôi. Trong thời gian rồi. Là nó bảo mình trong thời gian 4 phút hả ta hay sao ta? Ok, mình cứ cắm đầu cắm cổ mình chạy thôi. Đây, cứ chạy thôi mọi người ơi, cứ chạy thôi. Rồi khi nào mình cảm thấy mình làm không được nhiệm vụ này là mình sẽ ăn cái thịt bò vào nha. Bây giờ thì mình sẽ coi thử như thế nào nha. Rồi, nhận thưởng nè. Ok rồi. Dễ mà, dễ mà, mình tưởng nó chạy nhanh lắm chứ. Nó đâu có giết mình đâu mọi người. Rồi tiếp tục nữa nè. Bữa nay hình như là sẽ không có nhiệm vụ nào khó đâu. Sao mà mình thấy mấy bạn ở trên nhóm mình bảo là nhiệm vụ ngày hôm nay khó lắm. Các bạn làm không được. Hãy tránh người nhiễm bệnh hung tàn và đến phòng mổ để tìm thuốc chữa trị. Rồi ok. Bây giờ đi đến phòng mổ nha mọi người. Và các bạn tránh mấy cái người bị nhiễm bệnh nha. Rồi, tránh người nhiễm bệnh nè. Có một người nhiễm bệnh kìa mọi người. Một người nhiễm bệnh kìa, 2 người nhiễm bệnh kìa, 3 người nhiễm bệnh kìa. Một người nhiễm bệnh nhỏ chỗ này nè. Rồi né mấy người nhiễm bệnh này ra nha. Đó, né ra nha mọi người, né ra nha. Rồi, một lọ thuốc nè. Hình như không phải hả? 2 lọ, lọ thuốc. Ấy, lọ thuốc đây phải không? Đây không phải. Đây không phải. Hình như không phải. Thế là đây. Không phải luôn. Đây. Không phải cái này luôn. Ôi, không phải cái này luôn. Ôi trời. Không phải cái này luôn. Ơi, thế là cái này. Không phải cái này luôn, là cái nào mọi người? Ôi lại trong góc mọi người ơi, trong góc rồi. Bây giờ sao? Bây giờ tìm được rồi thì sao nữa? Tìm được rồi thì phải chạy về hả? Rồi chạy về, nhưng mà ở chỗ kia có một người bệnh kìa, rồi trên tường có 2 người bệnh luôn kìa. Chạy. Nhanh lên. Ôi trời ơi, hết hồn mọi người ơi. Trời ơi, có tới 8-9 cái luôn mọi người ơi, mà các bạn phải nhặt cái trong góc hay sao á, nói chung tùy nha. Có thể là chỗ mình nó sẽ đặt khác, chỗ mọi người đặt khác nha mọi người. Rồi, bây giờ để quay trở về cái vị trí cũ nha. Đây. Hết hồn các bạn ơi. Làm sợ quá trời sợ luôn á. Rồi ok, x3 lên, không được x3 luôn. Rồi tiếp tục nhiệm vụ nữa này. Wow, hôm nay quá trời nhiệm vụ luôn mọi người. Rồi thoát khỏi bệnh viện với thuốc chữa trị và đến chỗ tiến sĩ hiền lành. Bây giờ thì mình sẽ thoát khỏi bệnh viện đúng không? Ok luôn. Rồi thoát khỏi bệnh viện nè. Đó, mọi người thấy cái NPC Rosa không? Và đây là những bệnh nhân bị nhiễm bệnh nè. 2 người nè. Ui, đáng sợ thực sự luôn á. Mấy người này thì đang bị nhiễm bệnh nha, nên là các bạn đừng tiếp xúc nha. Rồi mạnh mẽ lên. Sao bạn có thể như thế hả? Chuyện này tuyệt đối không được để bên ngoài biết. Ok luôn, tất nhiên rồi. Rồi để coi thử cảnh sát này bị gì đây. Ấy, ấy, ghê. Ủa, tưởng cảnh sát này mạnh lắm chứ mọi người. Thì ra cảnh sát này cùi như vậy sao. Rồi bây giờ chạy nè. Rồi bây giờ chạy đây mọi người, chạy thôi. Chạy nha. Ê, không cho ra ngoài nha các bạn. Thì nhiệm vụ của mình á là phải thoát khỏi cảnh sát Rosa này nha mọi người. Và điều đặc biệt là mình phải né những người bệnh ra nha. Rồi vị trí thứ 2 nè. Đó, nhận thưởng này dễ mà. Nãy giờ mình tưởng đâu nó bảo mình đi ra ngoài là mình chạy ra ngoài luôn. Nhưng mà không phải nha. Hãy thoát ra qua cửa và nói chuyện với lại tiến sĩ hiền lành. Rồi thoát qua cửa nói chuyện tiến sĩ hiền lành đúng không? Ra nhanh. Toàn là người bị nhiễm bệnh không. Tính ra là cái này nó còn nguy hiểm hơn cả ở trong trường học nữa nha mọi người. Ở trong trường học thì nó cũng chỉ có vài zombie thôi. Còn ở đây thì người nhiễm bệnh rất là nhiều luôn. Nhìn đâu cũng thấy toàn là người nhiễm bệnh hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ thoát ra nhau. À, ra ngoài các bạn. Ra ngoài thì mình mới phát hiện là có một cái đường để các bạn đi vào trong nè. Giống như cái đợt sự kiện của Linh Thư đó mọi người. Thì có một cái đường đi vào trong nữa. Rồi đây, bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài nha. Và làm cái nhiệm vụ của tiến sĩ hiền lành nha. Vẫn chưa kết thúc hả? Vẫn còn nữa hả? Nhiều dữ vậy. Để mình coi thử coi. Hãy làm thuốc chữa trị ở phòng thí nghiệm trong đường cống. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đường cống. Và mình sẽ làm một cái thuốc nha mọi người. Trời ơi mọi người thấy không? Nhiệm vụ hôm nay quá trời luôn. Bạn nào mà hôm nay mà không làm thì chắc mà không thể nào đổi được đồ mới nữa mọi người à. Bạn nào mà dư xu thay ma thì không nói nha. Nhưng mà cũng phải làm để mà các bạn nhận được đồ của cảnh sát Rosa. Đấy, thế nên là cũng hơi căng. Nhưng mà nó có bán gói xu mà các bạn, đúng không ta? Mình nhớ nó có bán gói xu mà. Đúng rồi, nó có bán mà. Rồi, đây chính là cái căn cứ để mà các bạn làm thuốc này. Thì ra là ở đây. Trời ơi, hèn chi. Bữa trước mình thấy cái phòng mà nó cứ lạ lạ. Hóa ra là cái phòng để mà làm thuốc này mọi người. 2 cái này. Không phải cái này hả? Không phải cái này hả? Ở game cũng bịp nữa mọi người. Cái này màu vàng chắc không phải đâu nha mọi người. Đây nè. Đó, cái màu tím nè. Cái màu tím, đây. Hoa này nha, đó, hoa này nha mọi người. Rồi, ok, xong nhá. Bây giờ thì sẽ quay trở lại. Rồi, quay trở lại và gặp ai đây? Gặp ai đây? Nó bảo mình đi đâu vậy ta? Rồi. Rồi, ra ngoài nè. Đây, ra gặp lại NPC nha mọi người. Đó, thì nhiệm vụ nói chung cũng dễ thôi. Mình hướng dẫn các bạn làm thì chắc chắn là 100% là chuẩn, chỉ có chuẩn thôi nha mọi người. Rồi, trả nhiệm vụ nè. Không biết là còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa nha. Rồi, đây qua nè. Đó. X3 lên được 300 xu luôn. Wow, rồi tiếp tục nhiệm vụ nữa nha. Sao mà nhiều dữ vậy? Hãy tìm tài liệu rải rác khắp bệnh viện. Rồi, bây giờ thì tài liệu nó sẽ rải rác khắp bệnh viện. Nhưng mà mình... rồi, cái nhiệm vụ mà tìm tài liệu thì mình nghĩ là bây giờ các bạn sẽ quay trở về cái đường cống. Và các bạn vào lại cái bệnh viện thí nghiệm nha. Rồi các bạn tìm những cái vật phẩm tài liệu mà nó bị rơi mà nó có dấu chấm hỏi là các bạn bấm vào là xong nha mọi người. Nhưng mà quan trọng là nó rơi ở đâu á. Đây, bây giờ mình sẽ vào mình tìm cho các bạn xem luôn nha. Đây. Rồi. Nhiệm vụ này thì cũng khá là dễ thôi. Nhưng mà mắc công mình phải đi tìm nha mọi người. Rồi lên đây. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm full hết tất cả các nhiệm vụ cho các bạn coi. Bạn nào mà đi học muộn về mà không biết cách làm thì các bạn xem video này của mình là các bạn sẽ làm được full hết tất cả các nhiệm vụ nha. Nói chung cũng khá là dễ mọi người, không khó đâu. Rồi, bây giờ là vào được bệnh viện đúng không? Vào được bệnh viện rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi tìm nha. Thì mình biết thế nào cũng có một cái tài liệu bị dính hết trên tường nhưng mà mình không lấy xuống được. Nó bị mắc rồi. Ở đây một cái này mọi người, một cái này. Một cái tài liệu nè. Rồi một cái nha, hồi nãy là mình nhớ không nhầm là nó ở trên tường nó cũng có một cái tài liệu nha mọi người. Nhưng mà nó không có cho mình lấy xuống nha. Còn đợt này thì không sao hết. Chụp ảnh với thầy ma kìa, bây giờ các bạn mới làm nhiệm vụ chụp ảnh với thầy ma kìa. Rồi một tài liệu đúng không, một tài liệu rồi, không biết là giấu ở đâu kỹ dữ vậy ta. Trời. Thôi thì mình sẽ lên tầng trên nha mọi người, tầng dưới không. Ở đây có một cái nè. Đó, 2 cái nè. Cái này không phải là tài liệu nha mọi người, cái này là cái giống như cái USB á, nhìn nó chút xíu à. nhìn không giống tài liệu xíu nào luôn á. Rồi bây giờ mình lên tầng trên nhá. Không có thì các bạn lên tầng trên các bạn tìm nhá. Đây, mình sẽ lên tầng trên mình tìm này. Đấy, tìm là phải cho kỹ nha mọi người, phải thật là kỹ thì mới xong được nhiệm vụ này. Rồi vào phòng này luôn. Ok, phòng này không có đúng không? Phòng này không có thì mình đi ra cái nào mà nó ấy, kia các bạn ơi, kia nha, hai cái luôn. Đây, tài liệu thì rải rác. Rồi ok, quay lại gặp tiến sĩ hiền lành đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại nha mọi người. Đấy, quay trở lại và trả nhiệm vụ là xong nha. Rồi đây nè, đấy, mọi người thì đang tập trung ở ngoài này rất là đông luôn để mà các bạn nhận nhiệm vụ đó. Rồi tiếp tục nhiệm vụ nữa nha. Trời ơi, mệt quá mọi người, nãy giờ mình làm quá trời nhiệm vụ luôn. Hãy di chuyển đến phòng mổ hả? Ok, phòng mổ thì đây. Rồi bây giờ thì nó sẽ có một cái đường nha mọi người, nó sẽ có một cái đường này để sẽ dẫn các bạn trực tiếp vào bên trong luôn. Để lần sau các bạn nào mà không biết đường thì các bạn đi theo cái đường màu tím nha, nó sẽ cho các bạn vào thẳng bên trong bệnh viện Thay Ma luôn. Rồi bây giờ vào chỗ đây nè. Đó, các bạn nhớ nha, nhớ cái vị trí nha mọi người, các bạn nhớ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển tới phòng mổ này, không biết là tới phòng mổ để làm cái gì nữa. Để mình chạy qua mình coi thử coi, không biết là đang mổ xẻ ai trong này nữa nè. Rồi X3 lên. À, bên kia nữa, bên kia nữa. Phòng bên kia nữa, quá trời phòng luôn mọi người ơi. Bên đây nha, bên đây nha. Rồi qua đây. Đó, vào trong này. Rồi ok chưa? Ủa, tới đây thì sao nữa mọi người? Nhặt tài liệu hay sao? Nhặt tài liệu hả? Bữa nay nhặt tài liệu hơi bị nhiều luôn. Chắc bây giờ là mình phải làm cái video, đó chính là hướng dẫn các bạn là tất cả các cái vị trí mà các bạn nhặt tài liệu quá mọi người. Chứ kiểu này là các bạn không biết làm đâu, thiệt luôn á. Các bạn làm một hồi các bạn lú luôn á. Mình đây mà mình làm xong rồi mình phải tắt video rồi mình coi thử làm như thế nào xong rồi mới quay lại mọi người. Chứ không phải là mình quay một phát mà được luôn nha mọi người. Rồi, xong nhiệm vụ này nè. Xong nhiệm vụ kia. Ê, mấy bạn chào tôi kìa. Hello mọi người trong này nhá. Từ từ, bây giờ mình làm nhiệm vụ nên là không có tương tác được nha. Rồi, hồi nãy giờ là để coi thử tổng cộng là bao nhiêu nhiệm vụ, không ngờ gặp anh nữa. Kaka, anh đang làm nhiệm vụ nhá. Anh làm nhiệm vụ. Đây, rồi, đây, xong luôn. Để coi thử còn ai nha mọi người. Các bạn thấy một cái NPC ngay chỗ cái cổng này không? Đó, cái ông NPC trợ lý Bắc Hải nè. Bắc Hải sợ hãi đó mọi người, mình tên là Bắc Hải thôi. Thì ổng sẽ bảo mọi người là làm một cái nhiệm vụ nha. Rồi, bây giờ là nhiệm vụ này là bắt mọi người hình như là leo lên trên á. Thì leo lên trên đúng không? Leo lên trên thì đây. Mọi người đợi một lát nha. Thì mình đang chơi máy tính cho nên là leo sẽ khó hơn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình leo lên nè. Rồi, nhảy qua này, từ từ. Để mình gọi đồng đội các bạn, mình sẽ gọi đồng đội, mình gọi bà Nhím qua nha mọi người. Mình gọi bà Nhím qua, rồi gọi mấy bạn này qua nữa. Rồi để mà giữ cho mình, để mình leo lên á. Tại vì mình leo máy tính á nên là khó mọi người. Chứ còn leo điện thoại thì mọi người biết rồi. Đối với mình thì một nút nhạc là xong nha. Rồi đây. Ok lên. Sao mà tôi gọi không thấy ai qua hết vậy trời. Từ từ nha, để mình gọi lại nha mọi người. Ôi, đồng đội của tôi đâu hết rồi. Lên nè, một người nè. Bảo nè, qua này. Rồi ai nữa nhờ gọi May qua nè. Ok May nè. Rồi gọi Ngọc qua nè. Trời ơi, gọi đồng đội qua để mà giữ vị trí chứ mất công nó rơi là phải nhảy lại mọi người à. Rồi lên đây nè. Rồi cái chỗ này thì các bạn cứ bắt cua qua lại thôi. Đấy, bắt cua qua lại thôi nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó, bắt cua qua lại thôi. Từ từ để mình kêu qua May để giữ vị trí nha. Giữ cho anh nha. Đấy, giữ cho anh nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhảy lên. Đó, thì cái nhiệm vụ này á, là mọi người sẽ nhảy qua, nhảy lại thôi. Thì nó giống như bắt cua đó mọi người, nó cũng khá đơn giản mọi người chứ cũng không khó đâu. Đây, mọi người thấy không? Rồi sau khi mà các bạn lên tới đích xong á, thì ổng sẽ bảo là các bạn hoàn thành nhiệm vụ này. Đó, thấy không? Nhiệm vụ này thì chỉ có nhảy lên thôi chứ không có gì hết khó nha mọi người. Nếu như bạn nào mà thấy khó quá thì các bạn ăn pizza, gà tôm, ăn nhảy cao, ăn nhảy x2 vào nha, là xong nha. Rồi bây giờ tiếp tục nữa là mình sẽ quay trở lại cái ông trợ lý Bắc Hải này coi thử là ổng còn nhiệm vụ nào nữa hay không nha. Thì mình sẽ làm full hết tất cả các nhiệm vụ, không trừ một cái nhiệm vụ nào luôn. Rồi có muốn thử lại không ạ? Ông cho tôi cái gì? Cái nhiệm vụ này tới mấy lần vậy? Bảo ơi, cái nhiệm vụ này hình như là 2-3 lần luôn. Đứng đó nha, đứng đó. Từ từ mọi người ơi, không biết là xuống hay chưa nữa. Từ từ để mình coi thử. Mình sợ là Bảo nó xuống rồi nha mọi người. Nếu như mà đây. Để mình coi thử. Đúng rồi. Từ từ nha mọi người. Đấy, rồi đích nè. Rồi đấy mọi người thấy không? Đó, đích trên đó nha. Rồi tiếp tục nữa mình sẽ tele Bảo lên trên đây. Rồi tới đây là xong nha. Đó rồi nha. Từ từ nha mọi người. Để mình coi thử là bao nhiêu lượt nha. Đứng đây nha. Rồi đứng đây nha. Ok, để mình kêu Bảo đứng đó nha mọi người. Để mình tele lên cho nó lẹ nha mọi người. Đỡ mà phải mình nhảy 2-3 lượt nó mất công. Hồi nãy giờ mình nhảy 3-4 lượt rồi. Mệt quá hả? Ông mệt rồi mọi người ơi. Rồi Ổng mệt rồi em ơi. Ok, ổng mệt rồi mọi người, ổng không có cho làm nữa nha. Rồi ổng cho làm nữa rồi thôi khỏi làm. 2 lần là được 66 là 1.200 nha mọi người, được 1.200 xu nha, 1.200 xu rồi. Rồi nha, bây giờ á, là sau khi mà các bạn làm xong cái nhiệm vụ ngoài cổng rồi á, thì các bạn tiếp tục đến bệnh viện và lên cái lầu 2 á. Thì bên trong này sẽ có một ông NPC mới nha mọi người, là NPC anh hùng nha. Anh hùng này thì sẽ bắt các bạn, đó chính là giải cứu Sophia nha mọi người. Hãy tìm Sophia trong bệnh viện và chữa trị cho cô ấy nha. Thì cái nhiệm vụ này hồi nãy giờ mình nghe các bạn nói cũng nhiều rồi đó. Bà Nhím bảo mình làm kìa đó. Bà Nhím bảo kêu mình đi tìm cái bà đó đi, rồi làm cái nhiệm vụ giải cứu bà. Ok, thì mình sẽ làm luôn. Rồi từ từ nhá. Đấy mọi người thấy không, nhiệm vụ nhiều lắm luôn á. Các bạn mà không xem hết cái video này của mình á, là các bạn thế nào cũng thể bỏ lỡ một cái nhiệm vụ nào đó thôi, chắc chắn luôn. Thì để mình coi thử. À đây, đây rồi. Tiêm vô bả nè, tiêm 1 mũi nè. Rồi tiêm 1 mũi là được 300 nha. Ok, tiêm 1 mũi 300 nha mọi người. Cũng ngon đấy mọi người nha. Công 300 thì được đấy. Rồi tiêm 1 mũi bác sĩ nha. Giờ mình tiếp tục mình quay lại và hỏi xem thử là ổng có cần mình làm cái gì nữa hay không nha. Ê, rồi hết rồi nha mọi người, bà Nhím mình gọi đây. Rồi tiêm rồi. Anh tiêm rồi nha mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục nhiệm vụ nào nữa để mình coi thứ còn hay không nha. Rồi thì mình kiểm tra xong rồi các bạn nha. Thì đây các bạn coi, cái nhiệm vụ mà các bạn chụp với bệnh nhân á, thì các bạn cứ chụp bình thường thôi. Các bạn chụp cho mình 10 lượt là xong nha. Rồi một cái nhiệm vụ nữa là cái nhiệm vụ mà các bạn lấy mẫu liên tục. Thì đây là cái nhiệm vụ đây, mình xuống đây mình chỉ cho các bạn coi luôn nè. Thì cái nhiệm vụ mà lấy mẫu á, thì bây giờ hình như là các bạn phải câu hay sao á. Đây các bạn coi nè, thì phải câu nha mọi người. Nói chung là các bạn phải câu. Ai mới gọi tôi vậy? Ai mới gọi ông Thịnh đâu vậy? Ôi là trời. Đó thì hôm nay á, làm full hết tất cả là các bạn đều tới cái móc này giống như mình nha. Đó. Còn bây giờ thì các bạn đi lấy mẫu cho mình. Thì các bạn xuống đây các bạn kiếm mực thay ma này, bạch tuộc thay ma này, các bạn kiếm cho mình 20 con là đủ nha. Còn những cái nhiệm vụ còn lại và vị trí tài liệu á, thì mình đã hướng dẫn các bạn làm full hết tất cả rồi. Đó. Như vậy là hôm nay chúng ta xong hết nhiệm vụ rồi nha mọi người. Đây mình thả tim cho bạn này luôn nha. Rồi cái nhiệm vụ lấy giấy muốn tức cái nhiệm vụ gì đây, các bạn coi video của mình thì các bạn làm sẽ dễ hơn nha mọi người. Rồi bây giờ thì các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhé.